cái vợ này chơi ra chui làm mà ngồi im đấy ra. À các tư thế yoga tao xem mày chơi rồi. Được tao chơi với mày đấy. Chơi ồ chơi mà nè. Với con vợ chuẩn bị bấm tay nhá. Anh cho mày hả bao nhiêu nhỉ? Anh cho mày 15.000. Thứ 20.000 cho tròn. Dễ tin nhỉ. Ok. Được 20k à. Của này lụm luôn. Đúng lụm luôn ấy giả lụm luôn này. Chị ăn mưa này. Đâu? Bên đây còn lâu. Này thì lâu này. Lại quảng cáo cái bài nắm quảng cáo đấy. Cơ thể bạn đang giáo đó chứ kì. Bỏ hết bằng ngủ đi. Rồi ngủ chưa? Bên kia bấm tay được rồi vài cả hết đã. Anh em bấm tay đây, các con vợ ơi. Bấm tay đây, các con vợ ơi. Bấm tay đây. Lên được 6.000 này làm cười chơi. Bấm tay đi, bấm tay đi. Các con vợ ơi, vừa nãy chẳng có bên kia có các chị thôi, bây giờ các chị không có đâu. Các chị đi hết rồi. Các chị hết đạn rồi. Thua luôn. Wow. Sao đi đen chưa tắm? Tắm thôi. Bấm tay đây. Bấm ok. Con mù kia. Em tắm rồi. Khổ thế. Tắm thôi. Có lại kiểu chim bình thắng. Thơm to rồi. Chị nước hoa rồi. Có lại kiểu chim bình cũng thắng. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Anh ơi, ơi, em ơi. Bấm đợi nữa để con mì ơi. Ơi. Đừng tắm mù. Đừng tắm mù. Chảo gấu trúc nào. Thơm chú ơi. Bịt hết cả mặt này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Có lại thử hào đạt với ai nhiều người nhất tích không? Được chưa? Chưa chưa em ơi. Này thì bướng. Chưa vợ chưa em ơi. Không. Tao hút anh ấy. Anh kiếm vợ toàn tra cho em tận đến Đắk Lắk. Kiếm vợ Hà Nội thôi. Bạn có gì mới làm người yêu thế không? Không biết. Anh đi đâu anh phải giới thiệu em là với đội chú chim to. Mười là em thích con vợ. Ôi trời ơi. Nắm thôi. Chết chết rồi. Cảm ơn Hương Trang, cảm ơn Bình. Cảm ơn chị Hồng. Cảm ơn Bình. Cảm ơn anh Hải ạ. Bấm đây. Ô anh Trang. Nhiều hóa mày chẳng. Ôi dồi ôi, nhiều chồng sợ khế. Chồng ơi, tao bảo đi tắm rồi. Em ơi Thắng. Vợ này mệt thật. Ô hay. Con vợ thứ. Em cảm ơn Thanh Bình. Cảm ơn Giai. Bấm tay đây, bấm tay đây. Cảm ơn chị Mimi. Cảm ơn chị Mimi. Cảm ơn Nghĩa. Dẻo chưa? Sao? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Dẻo chưa? Ngoài đây. Nhạc bé thế, mạnh to to mà. Sợi ơi, sợi ơi. Ôi trời, mệt quá. Ôi trời. 12.006 thì trừ mất 600 người là các chị rồi. Còn lại 12.000 con vợ. Bấm lên đi. Đang bảo tắm bên kia rồi. Đủ 15 điểm. À bên kia chấp mình 20k điểm. Mà anh em bấm tay mạnh lên trăm tháng rồi. Có cái gì đâu. Dẻo chưa? Dẻo chưa? Dẻo chưa? Nói nói đập máy bông cho mày đủ chết. Dẻo chưa? Cái gì mà thấu trúc tổng đôi đấy? Không được tranh nhau. Biết không? Sẽ chia đều, không tranh nhau nhá. Chia đều, không tranh nhau. Em là số 246. Em thắng rồi. Em 246 nhé. Tham thế. Một thôi. Một thứ thôi. Em 357. Không, một thứ thôi. Chọn một thứ thôi. Cảm ơn trai Gia Huy Trinh. Cảm ơn Giai. Ok em.
Em thứ nhất, em thứ hai. Bây giờ trước mình 20 câu điểm ấy trời. Em đầu tiên khôn thế. Em nguyên một tuần thì chịu. Em ơi, đây rồi hẳn một tuần. Em thứ năm nhở? Ok. Thất bại rồi, thôi rồi. Trời ơi. Ôi ôi. Cảm ơn Đặng, thầy Đạt là chồng em. Ôi dồi ôi. Mày kia mạnh quá. Cảm ơn, ôi dồi ôi, mời trốn tủ. Cảm ơn mẹ mèo, cảm ơn mẹ hơn, cảm ơn mẹ như. Cảm ơn gấu, gấu chúc chồng trong nhé. Ái chà. Cảm ơn bác Phun, cảm ơn FC mẹ cơ một Only Đạt Villa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn 11.000 con vợ, các con vợ kia đi ngủ hết rồi à? Nào, từ từ, để tao phải mày chọn đi, mày chọn xong rồi tao đồng ý. Đâu? Cái nào thì mày làm cái đấy. Anh phải xem điện thoại anh dơ cho em đi, em biết coi nào. Em cảm ơn chị Ngọc nhá, cảm ơn chị Minh Ngọc nhiều, cảm ơn chị yêu, cảm ơn Gia Huy xinh ngọc, cảm ơn Giang, cảm ơn chị Thanh Bình, à quên nhầm, anh Thanh Bình ạ, cảm ơn anh Nghĩa, cảm ơn anh Bình Phước Bùi ạ, cảm ơn Tuấn Kiệt ạ. Cảm ơn Ngô, cảm ơn Thắng, cảm ơn Hải Nguyễn, cảm ơn Hương Trọng. Cảm ơn mọi người bấm tay tặng hoa tặng quà cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đâu? Ừ, tao tìm. Chết mẹ mày. Tao cho mày ăn quả tư thế đây để mày lú như con cú luôn. Đâu? Đây, đây một tí. Mày chết rồi. Quả này mày chết rồi. Mày chết hẳn rồi. Đây. Ôi trời ơi, hình to nhất. Ôi trời ơi, hình to nhất, hình to nhất. Giờ thấy cả mình người tưởng ma cơ. Nhìn cái quả hình to nhất chưa? Đây rồi. Đây. Cái quả này cũng đi rồi. Ôi trời ơi. Đấy. Búp bê. Tao còn nhiều hình quay bom lắm. Nào. Cứ kiểu như đấy. Có cong như con tôm bên. Cong như con tôm. Chưa cong. Sao đít mày nó vẫn đít mày vẫn vẩn. Một, hai, ba, bốn, dứt. Rồi. Mày. Trong một đợt pháp trừ. Trong một đợt đi là pháp trừ của tôi trước rồi tôi sẽ trừ ba kiểu này. Ôi trời ơi. Ôi, quá. Đây, hình to nhất. Ôi trời ơi. Hết giờ ai làm được. Làm đi. Ôi trời ơi. Khói chân vào. Ồ, sao bắt đầu mặt cái chân. Ôi trời. Mặt mẻ. Ai đã ôi trời ơi. Ai đã ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi ôi ôi. Mẹ cong người ra đây. Cong không cong được. Đâu đâu. Rồi nào bắt đầu đến này. Ơi được. Ơi được. Nhờ mày người toàn xương. Không có cái mẹo gì. Ôi được. Đây mày làm một trong hai đi. Làm một trong hai nhá. Cái chống đỡ, cái chống lộn đầu thì còn làm được. Trồng cây xương, trồng cây hành dưới đây. Được. Em phải đội mũ Pikachu mà. Pháp sư đáng yêu chưa? Được. Pháp sư đáng yêu chưa? Đâu rồi? Pháp sư đáng yêu. Sao thế hả? Xem lại cái chống đẩy đấy. Xem lại cái chống ngược. Đây, trồng cây hành. Mày làm động tác trồng cây hành đi. Rồi. Không phải cây chuối, cây này cây hành nhé. Trồng đấy.
cái gì đâu chứ không. Chồng đây xem nào. Sao pháp sư này cởi một con đùi nữa cơ. Hôn miếng ăn thư. Xem hàng thư thư. Không phải thích ở hôn đâu. Có người trước người sau cứ tranh nhau rồi đánh nhau mệt lắm. Thẳng cho lên nào. Một hai ba bốn năm xuống. Ok. Từ từ để tao tìm đó. Tao tìm động tác đó. Chào nào. Ôi trời ơi. Này, động tác này dễ này. Động tác này dễ. Làm như kiểu con bọ cạp á. Đúng rồi. Một, hai, ba, bốn. Dứt. Tiếp tục rồi. Động tác này dễ này. Động tác này dễ. Thấy chưa? Được không? Một, hai, ba, bốn, năm. Thì bao nhiêu động tác rồi? Tí xỉu dần mão thì tí ngọ. Bốn động tác sao nhỉ? Bốn à? Thế còn một được cái nữa à? Chuối. Để tao mà xem nào. Pháp sư. Pháp sư chứ đừng tưởng là Hello Kitty. Đây đi. Hôm nào tao thấy mày có cho con bé nào nó làm động tác này mày làm đi. Thì chứng tỏ ông mày là chưa đi xem trộm mình em gái. Không có. Nhìn gì quá. Cái điều này nhớ phải chồng đi đi. Chồng điều đi làm đi. Lên. Quên nghề. Ôi trời ơi. Một, hai, ba, bốn. Thế để em đếm chưa? Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Em cho baby về đi ngủ. Chồng ơi, ông trời ơi, từ từ đi chơi đó. Ngủ trước đi. Con đang đi công việc. Ôi trời ơi, trời. Thế sao chả với này chả nhận ai đâu. Chồng ơi, vợ mắc màn rồi. Điên à, giờ này còn mắc màn nữa. Giờ không mắc màn. Kéo đây. Một kéo cuối. Kéo cuối kéo gì nhỉ? Tao để anh còn về anh hát cho con vợ nghe kìa. Ai thu hợp gì nhỉ? Ôi này còn chồng ơi em tắm rồi này. Thôi cứ nằm im đấy nhá. Ai chơi đợt gì nhỉ? Chơi kiểu gì bây giờ? Chơi kiểu gì nhỉ? Ôi trời ơi.
bây giờ Thảo thua nhớ. Ê, khôn đấy. Hả? Khôn đấy, rất em. Em không có, em không có chi á. Tao sang đón mày, sang mày là uống cho tao ăn. Thôi, anh ở nhà nghỉ đây, anh sang nghèo gì. Mệt rồi nha. Thế bây giờ nhá. Bây giờ nhá. Thế kiểu gì nhỉ? Em ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ tranh nhau lại còn có à? Em có sổ nghèo cho em dùng trước. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Một con chị bên kia anh đạt từ chim không thua bằng em. Này bây giờ nhá. Thảo thua. Nhá. Thì làm gì nhỉ? Xem có kiểu gì nhỉ? Vẫn đủ dùng. Ui giời. Ai mà thua thì mày nghĩ đi, tao đi đái đã. Ở đây, ở đây. Ở đây à. Đấy, chồng tao hơn ai hết đi, anh cũng yêu em. Khổ quá, mọi người phải biết là cái gì nhiều quá nó cũng không vui. Hiểu không? Cái gì nhiều quá cũng không vui. Thỉnh thoảng thôi. Đó. Cái gì nhiều quá không vui. Cái gì nhiều quá sẽ đọc được vài comment là nhàm. Mọi người hiểu không? Cái gì nhiều quá không vui. Bị nhàm. Đó. Thế là thỉnh thoảng thôi. Đó. Em vẫn luôn tìm tòi những cái mới để cho mọi người xem. Cái gì nhiều quá nó cũng thành nhám ấy. Chính bản thân em còn thấy nó không vui. Chính bản thân em còn thấy nó nhàm. Nên là em sẽ cố gắng. Mọi người theo dõi em sẽ cố gắng làm những cái gì nó mới mẻ nhất cho mọi người xem nhé, mọi người nhé. Nào, bây giờ sẽ kéo gì? Đây em xem. Chơi kéo gì? Thôi em ơi, nhảy nhảy chơi kéo vui vui nhỉ. Ai thắng thì gửi con vật. Được. Kéo lại được. 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 Ba con hay năm con? Ba con hay năm con?